Sư huynh. Sư huynh. Dược. Dược. Dược điển. Sư huynh. Sư huynh. Đội diễn sân, hai anh em các ngươi giết người cướp của, giết sư huynh của ta rồi, còn giết cả chị dâu nữa. Đến đứa trẻ nhỏ này ngươi cũng không tha. Ta giết chết ngươi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nào. Không cần đuổi theo nữa. Hay. Hay lắm. Hay. 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 Giỏi quá. Hay, hay lắm. Hay. Hay lắm. Hay lắm. Bắt trộm. Tránh ra. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó, tránh ra. Đứng lại. Ông không nhìn thấy gì à? Tránh ra, tránh ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi nói cho anh biết, thả tôi ra. Đi thôi. Chào đại quản gia. Chào đại quản gia. Chào đại quản gia. Lão gia, ngài tìm tôi sao? Đại quản gia, có chuyện này cần anh làm một chút. Dân, thưa lão gia. Dân. Cha. Cha, con sắp phải quay lại trường rồi. Mẹ đang thu dọn hành lý. Mẹ nói con tới chào cha một câu. Ừ, vậy con lên đường phải cẩn thận đó. Cha, con không còn là trẻ con nữa mà. Cho dù con có sống đến 80 tuổi, chỉ cần lúc đó cha vẫn còn sống, thì trong mắt cha, con vẫn là một đứa trẻ thôi. Vậy con đi trước đây. Con đi đi, đi đi. À, đúng rồi lão gia. Tôi nghe nói nhị thiếu gia cũng sắp về rồi. Đừng nhắc cái thằng nghiệp chướng ấy với ta. Đừng nhắc tới cái tên khốn nạn đó. Đỗ Minh Hải, anh đã mãn hạn tù rồi. Hôm nay anh có thể ra tù rồi. Mẹ, đã 3 năm rồi. Bây giờ con trai sẽ về tận hiếu với mẹ. Mì tới đây. Không sao chứ cha? Cảm ơn nha. Bát cây này là của tôi. Cha tôi đang bị ho, không thể ăn cay. Nào. Cha, ông thật là có phúc, có được đứa con gái hiếu thuận như thế này. Cảm ơn, cảm ơn. Cô nương à, cô chắc hẳn là một nữ lang trung hả? Đúng vậy. Nữ lang trung không dễ gặp đâu. Vậy coi như hôm nay ông may mắn rồi. Chẳng phải đã gặp được một người hay sao? Đúng, tiểu thất nói chuyện đừng không biết lớn nhỏ như vậy. Không sao. Anh à,
Hỏi khí không phải vị này là lão gia nhà nào vậy? Tên họ là gì? Anh ta chẳng phải là lão gia gì đâu, nhưng là một đại quản gia đó. Tên họ hay lắm, tên Vương Phú Quý. Mặc dù không phải lão gia gì, nhưng Vương quản gia cũng là người có máu mặt trong thị trấn của chúng tôi đó. Vậy sao? Dựng sân khấu bán đậu hũ, sấm to mưa nhỏ. Đỗ Viễn Sơn, 420.000 đại dương lần thứ nhất. Không, cái giá này cao ngất trời rồi, không ít đâu. 500.000, 500.000, cao vậy? Đỗ Viễn Sơn, 500.000 đại dương lần thứ nhất. Được, được lắm. Thật không ngờ, anh ta chỉ là một quản gia Đỗ phủ mà lại dám làm chủ giao dịch 500.000 lần. Đỗ Viễn Sơn, 500.000 đại dương lần thứ hai. Trường Thọ, đừng tính nữa, cha đừng tính nữa. Quản gia chúng ta chút chuyện nhỏ này không biết sao. Gõ gõ gõ, không đấu được đâu, đưa cho ta. Đỗ Viễn Sơn, 500.000 đại dương lần thứ ba, chốt bán. Hay, hay lắm. Xong rồi, xong rồi. Bến tàu bao chữ phụ đề vốn chỉ là của Trung Hoa dân quốc, nhưng bây giờ lại là của tên họ Đỗ kia rồi. Và sốt ruột gì chứ, lão gia chúng tôi sớm đã tính rồi. Bây giờ lưu lượng hàng hóa nhiều, hay bị mắc kẹt ở bến tàu, cho nên sau khi chúng tôi giành được quyền hoạt động, nhất định sẽ mạnh tay mở rộng, chính thức đổi tên bến tàu Mao chữ phụ thành bến tàu và họ Đỗ. Được, 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 được. Cha ơi, con gái về tận hiếu, mà sao cha lại đi rồi? Cha ơi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Chuyện này nói ra thì cũng bất thường. Hôm trước bụng ông ấy trương phình lên rất là to, cả ngày kêu la đau đớn, toàn thân vã mồ hôi, tứ chi lạnh ngắt. Mấy anh em chúng tôi túm tụm lại đưa ông ấy đến bệnh viện Huệ Dân. Viện trưởng đích thân sắp xếp bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho ông ấy. Tây y nói là ông ấy bị tắc ruột. Tắc ruột? Tắc ruột? Tôi cũng không biết gì nữa. Ý là nói bị tắc ruột. Tiểu Thất, con thấy sao? Cha, ông ấy có giống như Tôn Lão Bá ở Ngô huyện kia không? Chúng ta vừa mới đến Ký Dương huyện này, nếu có màn ra mắt ngoạn mục thì hay quá. Cha ở đây, đợi con. Con qua đó xem. Cha ơi, cha, cha ơi, cha. Cha yên nghỉ nha cha ơi. Cha ơi, cha ơi, cha ơi. Cô ta làm gì vậy? Làm gì vậy? Cô ta làm cái gì đó? Thật là quá đáng mà. Làm gì vậy? Cô ta làm gì vậy? Cô khóc uổng rồi. Cha cô vẫn chưa chết. Thật là ngang ngược, ăn nói hàm hồ, dớ dẫn. Đến bệnh viện Huệ Dân cũng không thể chữa khỏi. Không ngờ cô lại dám nói ra cha ta chưa chết. Cô rõ ràng là đến làm loạn. Cô nương à, cô đừng nói nữa. Vừa nãy cô còn rất là bình thường, sao đột nhiên lại là phát điên lên vậy? Tôi nói cô biết làm loạn trong đám tang thì xú quẩy lắm đó. Cô mau xin lỗi người ta. Tôi không làm loạn, ông ấy chưa chết thật mà. Tôi đang cứu cha cô. Nếu cô cứ dây dưa nữa, ông ấy chết thật rồi thì tôi không cứu nổi đâu. Đừng nghe con nha đầu điên này nói dớ dẫn, dám quấy rối tang lễ cha ta. Hôm nay ta không đánh chết cô thì cũng phải lột da cô. Kéo cô ta ra cho ta. Tôi có thể cứu. Đừng, đừng có kéo tôi. Đừng có kéo tôi có thể cứu mà. Tôi có thể cứu được cha cô. Đứng lại. Tên điên Vũ, anh đứng lại cho tôi. Đứng lại cho tôi. Chạy nữa là tôi nổ súng đó. Tên điên Vũ, đừng chạy. Đừng chạy. Đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại cho tôi. Anh đứng lại cho tôi. Mẹ Minh Khê, Minh Khê, đứng im. Bỏ dao xuống. Lùi lại. Sao đây, làm sao đây? Chiều cao của tên điên Vũ này cũng sắp xỉ với đại tiểu thư nhà họ Đỗ. Chẳng may cướp cò, lùi lại thì đại tiểu thư họ Đỗ này cũng xong đời. Bây giờ chỉ còn một cách. Lùi lại. Đúng đó, đúng đó. Phải mau chóng nghĩ cách cứu người ta. Hay lắm, tay súng giỏi quá.
Bắn hay lắm. Hay lắm, bắn giỏi thật. Giỏi giỏi, giỏi lắm. Đội trưởng, con không sao chứ? Đội trưởng Mã, không hay rồi. Bên kia cũng sắp xảy ra án mạng rồi. Tiểu Thất, buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Các người thả nó ra. Còn phương pháp gì không hả? Thả nó ra. Tiểu Thất, nhường đường một chút. Nhường đường chút nào. Mau thả nó ra. Dừng tay. Không ngờ các người lại công khai làm loạn. Các người không coi quốc pháp ra gì hả? Hay là không ai coi cảnh sát chúng tôi ra gì? Anh họ Mã kia, anh đừng có đứng ở đây mà cấm hành lỗ mũi giả voi lớn nữa. Tiểu Lạc Tiêu, cha cô mấy hôm trước chẳng phải vẫn khỏe sao? Sao đột nhiên lại thành ra như thế này? Ông ấy mắc bệnh cấp tính chết rồi. Mà chết rồi cũng không được yên ổn. Nhà đầu điên này đến làm loạn. Nói cha tôi chưa chết, còn lật khăn che mặt của cha tôi ra. Vừa nãy còn nhét một viên thuốc vào trong miệng của cha tôi nữa. Nói là cho cha tôi uống thuốc bí truyền gì đó. Các người đã xong chưa vậy? Còn ở đây mà ôn chuyện cũ. Còn không mau mau để tôi cứu người. Cô sẽ hối hận đó. Ông ấy chưa chết. Các người tự ý dựng từ đường ở đây đã là phạm pháp rồi. Nếu bắt người cũng là cảnh sát chúng tôi bắt. Thả cô ấy ra cho tôi. Thả ra. Tiểu Thất, nhanh. Cha. Cô nương, làm gì vậy? Cô làm gì đó? Cô không thể động vào người chết. Cô làm gì đó hả? Làm gì đó? Dừng tay lại. Sống rồi. Sống rồi. Nhìn đi. Sống rồi. Cha, thật là giỏi quá. Cha. Nha đầu, con tới rồi sao? Cha. Tôi nói mà, sao ở đây náo nhiệt vậy? Các anh xem, tỉnh rồi. Phố Hiệu Hưng đang hát kịch sao? Cha, dậy đi. Đúng là cha chưa chết thật. Mau dậy đi. Không sao, không sao rồi. Cha, cha chưa chết. Thật tốt quá. Con bé ngốc này, cha chưa chết. Cha chưa chết. Tôi cứu người cho cô rồi. Bây giờ biết việc của tôi rồi. Tôi có thể đi được rồi chứ? Đợi một chút. Vừa nãy cô mạo phạm cô nương này. Có phải cô nên nói gì với cô nương này đi chứ? Vừa nãy chẳng phải hiểu lầm sao? Hiểu lầm thôi. Ân nhân, Thạch Hữu Cầm tôi có mắt như mù. Hôm nay trách oan thần y, tổn thương ân nhân. Xin ân nhân hãy đánh tôi vài gậy. Cô mau đứng lên đi. Người không biết không có tội. Đứng lên, cô đứng lên đi. Ân nhân không chấp nhận với người kém hiểu biết như tôi. Vậy xin nhận của tôi ba lại. Đừng dậy mà. Mau đứng dậy đi cô nương. Ân nhân, đây là một món bảo bối mà tôi mới có được. Nghe nói là một chiếc vòng ngọc từng được Từ Hy Thái Hậu đeo. Là ngọc cổ thuần. Tôi tặng cho cô. Cũng coi như là tôi đền cho cô một món đồ. Mau nhận lấy đi, tôi không nhận đâu. Hơn nữa, tôi là một thầy thuốc. Tôi đeo cái này thì sao hành nghề được chứ? Đúng vậy, mau cất đi đi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ân nhân, sau này có việc gì cần đến Thạch Hữu Cầm tôi thì Thạch Hữu Cầm tôi có chết cũng không từ. Cô nương, nào, sao lại quỳ nữa rồi? Mau đứng dậy đi, đứng lên. Cô đừng luôn miệng nói đến cái chết nữa. Tôi là thầy thuốc như mẹ hiền. Cứu người là chuyện vốn dĩ tôi nên làm. Bây giờ thì ổn rồi. Mau mau đưa cha cô về dưỡng bệnh đi. Đúng vậy. Cảm ơn ân nhân. Mau chăm cha cô. Chăm cho cô đi. Cảm ơn đại ân nhân. Đúng là thần y. Đúng vậy. Kính thưa các vị, Ngô Tiểu Thất tôi lần đầu đến đây hành nghề y. Hy vọng sau này mọi người quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Các loại bệnh lý phức tạp, nặng như thương gân động cốt, nhẹ như ho hắng cảm mạo, chỉ một liều thuốc uống vào là khỏi. Tôi xin cảm ơn các vị trước. Được, cảm ơn các vị. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Đúng là phúc đức của dân chúng. Cha, vẫn còn ho sao? Thế nào rồi? Không sao. Không sao, con sắc xong thuốc rồi. Vẫn còn nóng, đợi lát nữa nguội rồi cha tự uống nha. Hôm nay cha đừng ra ngoài bày hàng với con nữa, tự con đi được rồi. Cũng được, con chim nhỏ sớm muộn gì cũng phải rời tổ. Sức khỏe của cha càng ngày càng yếu. Cứ tiếp tục thế này, cùng lắm chỉ có thể đi cùng con một tháng nữa thôi. Cha, con không cho phép cha nói những lời xui xẻo vậy đâu. Tiểu Thất, cha là Lan Trung.
Bản thân mình rốt cuộc có thể sống được bao lâu nữa, trong lòng tự biết. Sống chết có số. Cha, cha cứ yên tâm đi. Cha, chúng ta nhất định sẽ tìm ra thần nông dược điển kia. Trong đó có nhiều phương thuốc như vậy, nhất định có thể chữa được bệnh của cha. Thần nông dược điển. Tiểu thất à, ngồi đi. 16 năm trước, chính là vì cuốn thần nông dược điển này mà Đỗ Viễn Sơn đã giết hại cha con, mẹ con và cả huynh trưởng của con nữa. Rồi còn lấy cả cuốn thần nông dược điển đi. Đỗ Viễn Sơn mất tâm mất tích đến tận hôm nay, cuốn dược điển đó cũng không có chút tin tức nào. Mối thù này nhất định không được quên. Con đồng ý với ta, nếu như cha không còn nữa, một mình con cũng nhất định phải tìm cho ra được hắn, báo thù cho cha mẹ con và cả anh con. Được rồi, cha đừng nói nữa, con nhớ hết. Con nhất định sẽ tìm cuốn thần nông dược điển kia, cũng nhất định báo thù cho cha mẹ và cả hai anh con nữa. Bây giờ làm thế nào mình mới có thể tìm ra Đỗ Viễn Sơn? Cho dù tìm thấy hắn rồi, với sức mạnh của một mình cũng chưa chắc có thể đối phó được với hắn. Mình làm sao có thể báo thù? Làm sao lấy được cuốn dược điển đây? Nào nào, từ từ. Mấy người nữa qua đây đỡ hàng đi. Được được, nhanh lên qua bên này. Nghĩ ba đời quản gia Mã phủ chúng ta, đời đầu tiên là tổng quản tam phẩm hậu cung Đại Thanh, đến đời ta, đến đời của ta, lúc đầu cũng là làm quản gia, sau đó đứng ra làm ăn riêng. Cha nói xem cha đến đây làm gì vậy? Cha không thấy ấm ức hả? Vạn niên à, con cũng là một người đã từng làm quản gia, không ngờ lại bại trong tay một quản gia khác. Đừng lo lắng, mất mặt, thật mất mặt. Lão thái gia, cha không cần lo lắng. Kính thưa các chị, thương gân động cốt, Ngô tiểu thất làm ăn uy tín, cao giảm đau của tôi đặc biệt hữu dụng. 50 năm, bến tàu của Ký Dương huyện này đều họ Đỗ rồi. Nam Mã Bắc Đỗ, hai nhà Mã Đỗ trước giờ ngang hàng ngang vế ở Ký Dương huyện này. Được rồi, nhưng bây giờ một đời họ Mã chúng ta, không, là ba đời đều không trở mình được nữa rồi. Được rồi, lão thái gia, không trở mình được nữa rồi, đừng lo lắng. Không, lão thái gia, cha, lão thái gia, sao lại ngất đi rồi? Lão thái gia thổ huyết rồi. Có chuyện gì thế này? Tránh ra, để tôi xem một chút. Cha có sao không? Để tôi xem sao. Cô định làm gì vậy? Một lang trung giang hồ lừa tiền lừa đến Mã gia chúng tôi rồi sao? Mau đi ra đi, tôi là lang trung. Tôi nói cô đi ra mà, tôi không phải là lừa bịp. Được rồi, để tôi xem bệnh cho. Chắc là vẫn còn cứu được đó. Mau. Trước giờ chưa từng thấy lang trung giang hồ nào cứu được người. Tuổi trẻ như này, Anh xem, Người này có thủ thuật đó, có nghề đó. Lão thái gia tỉnh rồi. Cha tỉnh rồi. Cha, lão thái gia, cha tỉnh rồi. Thật lợi hại. Cha, nào đứng dậy, đỡ dậy. Từ, Mã gia bại rồi. Được rồi. Tránh ra nào. Lão thái gia sợ là gần đất xa trời rồi. Có chuyện gì thì mau chóng sắp xếp đi. Cô đừng nói mấy lời xui xẻo này với tôi. Tôi nói thật đó, chẩn đoán của tôi không sai đâu. Mau đi hỏi ông ấy đi. Vậy ý của cô là không cần đưa đi bệnh viện nữa? Cũng đúng. Bệnh viện đồ vô liêm sĩ Đỗ Viễn Sơn kia mở, tôi cũng chẳng muốn vào. Vừa nãy ông nói gì? Đỗ Viễn Sơn?
Trong Kế Dương huyện, ngoài bệnh viện Huệ Dân của Đỗ Gia ra thì không còn bệnh viện nào khác. Có phải ông ta còn có em trai Đỗ Viễn Xuyên? Nghe nói hơn chục năm trước đánh nhau với người ta bị đánh chết rồi. 16 năm trước, chính là vì cuốn thần nông dược điển này, Đỗ Viễn Sơn đã giết hại cha mẹ con và cả anh trai của con nữa. Mối thù này nhất định không được quên. Cha, mẹ, đại ca, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ thù rồi. Con có thể báo thù cho mọi người rồi. Ký Dương huyện nếu như có bệnh viện lớn như vậy, ít nhiều cũng có phần cứu chữa. Bệnh viện lớn gì chứ, chỉ là bệnh viện điểu. Trong bệnh viện còn có bác sĩ nước ngoài. Có bác sĩ nước ngoài, vậy thì càng có thể thử. Nhà chúng tôi có bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình của chúng tôi nổi tiếng mấy trăm dặm. Không cần. Đi, về nhà. Đi, đi, đi. Đi bệnh viện Huệ Dân. Chẳng phải cha không muốn tới bệnh viện đó sao? Còn nước, còn tác. Chữa khỏi thì Huệ cả làng. Còn chữa không khỏi thì coi như ta đã tận tâm tận lực cho Mã gia chúng ta vậy. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Nghe ta đi. Được được, nghe lời cha. Gọi nữ lang trung kia đi cùng. Đến lúc đó còn có thể làm nhân chứng. Được được, mau mau. Nào, cẩn thận. Tôi cổng ngài. Lão thái gia, không thành vấn đề. Cứu người. Cứu mạng. Cứu mạng với. Nào nào, cứu mạng. Cứu mạng với. Nào nào, mau mau mau. Mau qua đây. Mau, cẩn thận đó. Cứu người. Bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ đâu? Bác sĩ, cứu người. Bác sĩ, cứu người. Minh Giang, mau khám cho lão thái gia chúng tôi đi. Vừa nãy vừa thổ ra rất nhiều máu. Đưa vào phòng khám. Nhanh, đi bên này. Nào nào, từ từ thôi. Nào, chậm thôi. Người bệnh thân thể yếu ớt, bệnh lao mãn tính, tốt nhất là truyền dịch cầm máu trước đã. Nếu cầm được máu rồi thì bệnh nhân này có thể chữa được. Nếu không cầm được máu thì sẽ thế nào? Thì e rằng cũng bó tay rồi. Anh nói dớ dẫn ít thôi. Nữ lăng trung nói có thể cứu, anh thì lại nói bó tay. Minh Giang, anh mời lăng băm gì vậy? Đây là bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện chúng tôi. Anh ta nói sẽ không sai đâu. Nhưng nếu như anh tin tưởng nữ lăng trung này như vậy thì để cô ta chữa trị đi. Tôi tay không tất sắt sao có thể chữa trị. Bệnh viện lớn các ông đầy đủ mọi thứ có thể chữa trị. Minh Giang, chúng ta không nói những lời thừa thãi nữa. Mau để bác sĩ chữa trị. Có thuốc gì tốt cứ dùng cho tôi. Tôi không sợ tốn tiền. Đây không phải là chuyện tiền hay không. Đương nhiên bệnh viện Huệ Dân nhất định gắng hết sức. Có câu này, Mã Thế Bác anh nhớ cho rõ. Lăng trung chỉ có thể khám trung y, không biết khám tây y. Bệnh cấp tính thì đừng phí công sức ở chỗ cô ta. Bác sĩ Trần, cứ làm theo những gì vừa nãy anh nói. Nên chữa trị thế nào thì cứ làm như vậy. Cố gắng hết sức, được. Mình phải mau về nhà báo cha biết. Từ từ đã, hay ở lại bệnh viện đợi tin tức đã. Thuốc vào là khỏi, nhẹ như ho hắng cảm mạo. Chỉ với một liều uống vào là khỏi. Chỉ với một liều uống vào là khỏi. Uống vào là khỏi. Biết đây là đâu không? Chẳng phải Ký Dương huyện sao? Cô nương, cô đây không biết điều, bày hàng cháo trước quán cơm người ta. Anh nói quán cơm nhà ai? Quán cơm này là của chú tôi, ông nội Đỗ nhà cô mở. Chú tôi mở xưởng thuốc, mở bệnh viện ở Ký Dương huyện này. Cô đi nghe ngóng mà xem, nổi tiếng khắp nơi. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp người không biết điều như cô đó.
Này, anh biết không, Mã lão gia đến bệnh viện Huệ Dân chữa bệnh chết rồi đó. Vậy thì nguy rồi. Hai nhà bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Nói cái gì? Bệnh viện Huệ Dân làm chết Mã lão gia. Mã lão gia nào? Là lão thái gia nhà họ Mã đó. Gây rồi. Tiếng trống mở màn đã giống lên rồi. Các diễn viên cũng lên sân khấu rồi. Đập cho tôi. Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Không được giở trò lưu manh. Các người làm gì vậy? Có tin là đập nát cả ông ta ra không? Dừng tay lại, các người làm gì vậy? Trí Diễn, ông nội con bị họ giết chết rồi. Ông nội, ông nội, ông nội, con là Trí Diễn, cháu trai của ông đây. Ông ơi, ông mở mắt nhìn cháu đi. Ông ơi, ông ơi, ông nội con chết thế nào? Là bệnh viện họ làm chết đó. Chứng cứ đâu? Con chỉ tin vào chứng cứ. Chứng cứ, ông nội con chết chính là chứng cứ. Chính là tên lang băm này. Anh ngậm máu phun người. Đủ rồi. Tôi có một câu muốn hỏi ông. Đại quản gia, ông nhanh lên đi. Chậm tí nữa là bệnh viện bị người ta đập nát ra đó. Đừng lo lắng, chuyện gì cũng không thoát khỏi chữ lý. Trời sụp cũng có đất đỡ. Ông ta muốn nói lý thì đã không đập phá bệnh viện rồi. Trời có sụp xuống, sợ là đất cũng không đỡ nổi nữa rồi. Nói thế nào đi nữa, Mã gia cũng là người có máu mặt trong Ký Dương huyện này. Tôi không tin ông ta dám vô pháp vô thiên. Tôi là viện trưởng của bệnh viện Huệ Dân, có chuyện gì cứ tìm tôi. Đừng có làm khó bác sĩ của tôi. Được, anh đi trước đi. Ai cũng không được đi. Hôm nay tôi nhất định phải đưa người này đi. Nếu đi thì tôi cũng đi cùng anh. Đập phá bệnh viện của tôi, đánh bác sĩ của tôi thì tôi tuyệt đối không đồng ý. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quốc tại thượng, gia tại hạ. Mã Trí Viễn tôi nhất định sẽ chấp pháp một cách công bằng. Người đâu? Có. Đưa họ về sở cảnh sát điều tra cho tôi. Rõ. Không được làm bừa, không được qua đây. Còn có phương pháp này nữa hay không? Làm gì vậy? Không được động vào. Im miệng, không được làm càn. Đưa đi hết cho tôi. Làm gì đó? Thả ra, các người đang làm cái gì vậy? Hạ súng xuống, hạ súng xuống. Vương Phú Quý, ông muốn làm gì? Ông ăn gan báo rồi à? Dám chống lại người thi hành công vụ? Không dám, không dám. Mã lão gia, Mã đội trưởng, chúng ta đều là người quen thân trong làng, trong xã. Có chuyện nói chuyện, có lý nói lý. Giờ súng giơ gậy lên cũng không hay. Các anh xem có phải cất súng đi trước đã. Có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc. Vương quản gia, ông nội tôi chết trong bệnh viện Huệ Dân các ông. Chuyện này Đỗ Minh Giang không thoát khỏi can hệ. Bây giờ ông muốn phản kháng bạo lực hay muốn bao che cho tội phạm? Vương quản gia, Mã lão thái gia đúng là chết trong bệnh viện của chúng ta. Nhưng trước khi tôi tiếp nhận khám bệnh, có một vị nữ lang trung giang hồ đã dùng châm cứu cho ông ấy. Nếu nói đến trách nhiệm thì vị nữ lang trung giang hồ này cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Còn có chuyện này, nữ lang trung này vừa mới rời đi. Nếu cho người đi tìm ngay thì vẫn còn kịp. Ông đừng có nói chối quanh con. Nữ lang trung người ta cứu tỉnh cha tôi trước. Chính là tại bệnh viện các ông. Chính là sợ cứu tỉnh trước. Chẳng may cách cứu chữa không đúng, để lại di chứng thì sao? Tôi thấy thế này có được không? Mặc dù cũng không hy vọng gì nữ lang trung này có thể chịu một phần trách nhiệm, nhưng dù gì cô ta đã từng động tới bệnh nhân của Mã lão thái gia đây. Hơn nữa, cô ta còn chứng kiến cả quá trình ngọn nguồn thế nào. Cô ta là người rõ ràng nhất. Cho dù cô ta không phải là người họ Đỗ, cũng chẳng phải họ Mã, thì cô ta
cũng là nhân chứng duy nhất có thể khiến hai bên cảm thấy tín phục nhất tại hiện trường. Bây giờ chỉ cần mời cô ta đứng ra làm chứng, để cô ta nói lời thật việc thật, thì chuyện này mới có thể chấm dứt được. Ai đến cũng vô ích, ai đến cũng là trách nhiệm của bệnh viện. Mã Trí Viễn tôi làm việc trước giờ đều đi liền với hai chữ công đạo. Đúng. Thôi thì cứ nghe theo ý của các ông đi, cũng để cho các ông tâm phục khẩu phục. Tôi lập tức cho người tỏa đi khắp nơi tìm nữ Lăng Trung đó. Đừng mất công nữa, nữ Lăng Trung đó đang ngồi ở cổng bệnh viện bán thuốc kìa. Các người đợi đó, tôi đi kiếm cô ta. Khoan đã, qua đây. Trường Thọ, cậu đi đi. Dạ, đại quản gia. Đây là Trường Thọ điềm tĩnh, biết cách nói chuyện. Cậu hấp tấp quá. Lão gia. Lão gia, Đại Liên. Không ổn rồi, không ổn rồi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Mã lão thái gia chết trong bệnh viện Huệ Dân chúng ta. Mã gia đang làm loạn ầm ĩ. Đại quản gia đã dẫn người qua đó rồi. Đừng lo, phú quý làm việc rất điềm tĩnh. Bà cứ yên tâm đi. Bà yên tâm. Bà có gì muốn nói thì đến thư phòng rồi nói. Cậu nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tới rồi, tới rồi. Mời. Đại quản gia, người tới rồi. Tôi đoán ngay là cô mà. Mã đại đội trưởng, sao anh cũng ở đây vậy? Vì nữ Lăng Trung này, chẳng lẽ cô quen với Mã đại đội trưởng từ trước sao? Ông cứ yên tâm đi, tôi cũng chỉ mới quen biết thôi. Tôi sẽ không thiên vị anh ta đâu. Được. Nghe cô nói cứu Mã lão thái gia, mời cô nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nữ Lăng Trung, cô cứ nói đúng sự thật. Tôi chỉ nói những gì mà tôi nhìn thấy. Ngô Tiểu Thất tôi cũng chỉ là thầy lang dạo. Hôm nay đúng lúc đi qua bến tàu, gặp Mã lão thái gia phát bệnh, thổ ra huyết. Bước đầu tôi chẩn đoán ông ấy là do bệnh lao mãn tính, lập tức cầm máu cho ông ấy. Sau đó tôi liền theo lời thỉnh cầu của Mã lão thái gia đưa ông ấy đến bệnh viện Huệ Dân. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiếp theo tôi sẽ nói những chuyện mà tôi nhìn thấy ở bệnh viện. Nữ Lăng Trung, chuyện này vô cùng quan trọng, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Vương đại quản gia, đây là ông đang uy hiếp nhân chứng hả? Được, cô nói tiếp đi. Thổ huyết, trong huyết chứng luận có nói, giữ được một phân máu thì sẽ giữ được một phân mạng. Nên phải cầm máu. Quan trọng nhất chính là phải tìm ra nguyên nhân bệnh thực sự trước, sau đó căn cứ theo chứng bệnh để chọn cách cầm máu thích hợp nhất. Cô cứ nói những lời vô ích vậy. Cô phải nói xem bệnh viện Huệ Dân này làm cha tôi chết như thế nào. Mã lão gia, ông vội gì chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bác sĩ của bệnh viện Huệ Dân này lúc đó chẩn đoán là Mã lão gia tuổi già sức yếu, lại mắc bệnh lao mãn tính. Điều này hoàn toàn trùng với chẩn đoán của tôi. Còn về chữa trị thì họ truyền dịch cầm máu. Cái này cũng không sai mà. Đúng, cô nói không sai. Nhưng sao lại vừa truyền dịch vào lão mấy lại chết? Lúc đó bác sĩ của bệnh viện Huệ Dân chẳng phải nói rõ rồi sao? Nếu cầm được máu thì bệnh nhân còn có thể cứu được, nếu không cầm được máu thì bó tay. Mã lão gia, những điều này chẳng phải lúc đó ông cũng nghe rõ mà. Tôi nói nè, nữ Lăng Trung, cô phải đứng giữa để nói. Cô nói bệnh viện Huệ Dân này làm được việc sao? Đúng vậy, tôi nói vậy đó. Nhưng mã lão gia, chẳng phải ông nói bệnh viện Huệ Dân chẳng qua chỉ là bệnh viện nhỏ hay sao? Hơn nữa, lúc đó tôi nói là 8 phần cứu được, nhưng còn 2 phần còn lại thì phải xem thể trạng của bệnh nhân. Mã thái gia không cầm được máu, không cứu được. Cô nói bậy. Nữ Lăng Trung, rốt cuộc cô giúp bên nào? Còn sau đó, sau khi truyền dịch thì tôi rời đi rồi. Tôi không chứng kiến sự việc nữa. Tôi không nói nữa. Trí Viễn, cái chết của ông nội, bọn họ không thoát khỏi liên quan. Chuyện này chưa xong đâu. Được rồi, chuyện này hôm nay vẫn phải đưa Đỗ Minh Giang và Trần Thủ Lễ về sở cảnh sát điều tra. Không thể nghe từ một phía nữ Lăng Trung này được. Chúng tôi đợi sau khi pháp y khám nghiệm tử thi xong, tất sẽ trả lại công bằng cho các ông. Mau đi. Khoan đã. Hôm nay ai muốn đưa đại thiếu gia đi không phải không được.
Nhưng các người phải bước qua xác Vương Phú Quý ta trước đã. Được lắm Vương Phú Quý, dám mê hoặc lòng người, chống đối pháp luật. Đưa hết về sở cảnh sát cho tôi, để tiểu cục trưởng xử lý. Làm gì vậy? Mình lại muốn xem ai lợi hại hơn. Lão gia, ông nói xem, làm chết ai cũng được, sao lại cứ làm chết Mã lão thái gia không đội trời chung với chúng ta? Nghĩ năm đó, ông cha của Mã lão thái gia đều là những đại quản gia nổi tiếng. Mã Vạn Niên lại ngày càng không dễ động vào, mở sòng bạc quầy thuốc, đến cả con trai của ông ấy còn làm cả đội trưởng tuần tra nữa, để trở thành người giàu có nhất Ký Dương. Ông ta đã đối đầu với chúng ta bao nhiêu năm, tôi thấy lần này họ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. Bà yên tâm, cho dù ông ta là một hạt đổ đồng, nấu không chín, hầm không nát, tôi cũng phải ép ông ta ra dầu. Nhưng lão gia, ông nghĩ mà xem, cả nhà Đỗ gia chúng ta chỉ có mình Minh Giang là xuất chúng. Ông nhất định đừng để Minh Giang bị cảnh sát bắt đi. Đại Liên, đừng lo lắng. Xuân Nhi, đem trà. Vâng, lão gia. Lão gia, Đại Liên, Minh Giang là bị cảnh sát bắt đi. Sở cảnh sát bắt người, tôi sao có thể ngăn lại được chứ? Nể mặt cảnh sát một chút, cùng lắm ngày mai là có thể ra ngoài. Bà cứ yên tâm đi, nếu quả thực không được, Mã gia cần bao nhiêu tiền chuộc tôi bỏ ra hết. Cho dù tôi có tán gia bại sản cũng phải kéo bằng được Minh Giang về. Hơn nữa, phải đợi Phú Quý về, xem ý của cậu ấy thế nào tôi tính tiếp. Tôi hỏi cô một lần nữa, cái chết của lão gia chúng tôi rốt cuộc có phải do bệnh viện Huệ Dân gây ra không vậy? Cái chết của Mã Thái Gia tôi không biết, tôi cũng không thể nói như vậy được. Được, từ bây giờ trở đi, cô không thoát khỏi liên can với Mã Gia chúng tôi. Nào, mời vị nữ lang trung này tới Mã Gia chúng tôi dắt hơi chữa bệnh. Làm gì vậy? Đi theo tôi. Làm gì vậy? Dừng tay. Cha, chứ định làm gì vậy? Làm vậy không có quy tắc. Quy tắc gì chứ? Người cũng đã chết rồi, còn phải quy tắc gì nữa? Đưa đi. Muốn làm gì hả? Thật không có quy tắc gì nữa. Đưa đi. Tôi nói nè, Mã lão gia, sao bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn vậy? Ông nói xem, ông là một đại lão gia, sao có phải đối đầu với tiểu cô nương này? Hay lắm sao? Cậu là ai? Ông đúng là người giàu đáng trí. Tôi, Đỗ Minh Hải. Tôi chính là Đỗ Lục Chỉ, người mà người ta nghe thấy tiếng đã sợ mất mặt. Ông nói xem, đám người các ông cũng thật là đôi co với tiểu cô nương này chi vậy? Thú vị lắm sao? Đứng im. Nhị thiếu gia, đừng làm loạn. Nhị đệ, em đã về rồi. Em về rồi đại ca. Anh cũng vậy. Trời có sụp xuống thì có em đỡ rồi. Anh không cần phải sợ họ. Theo sát phía sau. Nhanh lên. Đỗ Minh Hải, anh thành thật cho tôi. Chỉ riêng chuyện anh cướp vũ khí của cảnh sát là tôi có thể bắn chết anh ngay tại chỗ. Bắn chết tôi sao? Nào, tôi đợi anh. Nào, Đỗ Minh Hải, tiểu tử ngươi đừng có đắc ý. Trí viễn nhà chúng tôi bây giờ là đại đội trưởng đội tuần tra. Ông già ông câm miệng lại cho tôi. Tôi, Đỗ Lục Chỉ, anh đang nói cho nghiêm túc, sao lại nói với cha tôi như vậy? Cha anh đập phá hết đồ đạc của nhà tôi rồi, chuyện này cảnh sát các anh chẳng phải không quản sao? Lời này của nhị thiếu gia có chút hơi quá rồi. Cứ túm lấy bím tóc người ta không buông, cũng không xem trên đầu mình có mấy con rận. Người đâu? Có. Đưa Mã Vạn Niên về sở cảnh sát cho tôi. Rõ. Chuyện này, Trí Viễn, ta là cha của con mà. Đi. Trí Viễn, đồ con bất hiếu. Đi. Mày dám bắt cha mày à? Đỗ Minh Hải, tôi nói cho anh biết, cha tôi đập phá chỗ này, tôi đã đưa ông ấy về sở cảnh sát rồi.
Nhưng bây giờ bệnh viện Huệ Dân làm chết người, tôi cũng phải đưa nhân chứng đi. Dựa vào cái gì mà anh nói làm chết là làm chết? Vậy tôi cũng có thể nói ông nội anh cố ý chết trong bệnh viện của Huệ Dân chúng tôi, phải không? Tôi đếm đến ba, hạ súng xuống. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tôi nói nghe nè, đừng có như vậy. Anh cũng đừng đếm tới ba nữa. Chúng ta cùng nhau đếm, ai bắn chết đối thủ trước thì chuyện này coi như được giải quyết. Anh nói xem. Được, vị thiếu gia, nhất định đừng có nổ súng. Lão gia và bà hai đang đợi cậu về đó. Lão gia, bà cả. Trường Thọ thế nào rồi? Có chuyện gì vậy? Lão gia, Minh Giang của chúng ta sao rồi? Bà đừng có ồn ào nữa, để tôi nghĩ xem. Lúc này mà tôi đích thân ra mặt thì cũng không phải là cách hay. Nào, chúng ta cùng đếm tới ba. Nào, 1, 2. Cẩn thận cướp cò. Đứng yên, mau cất súng đi. Tất cả nghe cho rõ, có người cướp vũ khí của cảnh sát dùng súng tấn công. Lát nữa nếu hung thủ quyết không giao súng thì giết bất luận tội. Rõ, lên. Xem ra nhị thiếu gia cũng không nhàn rỗi. Vừa về Ký Dương huyện lại muốn tiến cung rồi hả? Sao? Cướp vũ khí của cảnh sát, có chuyện này không? Sở trưởng Tiếu, anh hiểu nhầm rồi. Em trai tôi chỉ là tinh nghịch quá. Anh xem, đội trưởng Mã quản chặt nó vậy. Nhị thiếu gia còn trẻ tuổi, cậu ấy nào dám đắc tội với thủ hạ của anh? Người nhỏ gan lớn, phải không nhị thiếu gia? Đội trưởng Mã, Đỗ Minh Hải có cướp vũ khí không vậy? Báo cáo sở trưởng, tên tiểu tử Đỗ Minh Hải này quá tinh nghịch, quả thật là có cướp súng, nhưng không làm thương ai. Vừa nãy, anh ta còn chủ động trả lại súng. Không được nhúc nhích. Tên họ Tiếu kia, im, không được nhúc nhích, đứng im. Tôi nói cho anh biết, hổ ngồi rồng cuộn ở Ký Dương huyện này. Tiếu Kim Thủy tôi là trời, hiểu chưa? Mã Trí Viễn, có, lập tức bắt người. Đừng để sở cảnh sát Ký Dương huyện chúng ta mất mặt. Việc chung làm chung. Áp giải Đỗ Minh Hải hành hung cảnh sát và Trần Thủ Lễ bị nghi làm chết người về sở cảnh sát. Rõ, đi. Các người, đi. Đi nhanh lên, đi. Nhà đầu thối, được đó, cô cứ đợi đó nha. Hôm nay coi như tôi biết cô rồi. Đợi tôi ra rồi sẽ tìm cô. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đợi anh quay về. Tôi còn sợ anh không về được đó chứ. Đi, đi nghe ngóng thông tin về cô gái này cho tôi. Sở trưởng, lai lịch của cô gái này thuộc hạ thực sự có biết được chút ít. Được, được lắm. Cha đoán xem con tìm được ai rồi. Tìm được ai? Con tìm được Đỗ Viễn Sơn rồi. Đỗ Viễn Sơn, báo ứng của người tới rồi. Cô, chú, đại quản gia, Minh Văn thế nào rồi? Đại thiếu gia không sao hết, đang ở bệnh viện giải quyết việc. Nhưng, nói đi, nhị thiếu gia và bác sĩ Trần Thủ Lễ bị Mã Trí Viễn đưa đi rồi. Chẳng phải nó còn 3 tháng tù sao? Sao lại về trước hạn rồi? Chú, cháu biết.
chắc chắn là có người lót tay rồi. Đúng là thiếu thành công, thừa thất bại. Đợi Minh Giang về rồi, bảo nó lập tức tới tìm tôi. Dân Đại Liên, chỗ Diệu Hạm, xin bà giấu kỹ một chút cho tôi. Giấu nha. Lão gia, không phải tôi không giấu kỹ, nhưng ông cũng biết rồi đó. Dách có tai hết. Hơn nữa, mẹ con Đỗ gia làm gì có kín miệng chứ. Diệu Hạm cơ thể yếu ớt, giấu được giờ nào hay giờ đó chứ. Phú Quý, chuyện này anh biết phải làm thế nào rồi chứ. Dân. Tiểu Thất, đừng tốn công nữa. Đã qua bao nhiêu năm rồi, vô ích thôi. Cha, cha đừng nói vậy. Cha vì Đông Phương gia tộc, báo thù cho Đông Phương gia tộc, bản thân lăn lộn tới mức này rồi. Cha mẹ trên cao có linh, nhất định sẽ rất cảm kích cha. Tiểu Thất, cha sợ là không gắn gượng được bao lâu nữa. Hôm nay cha muốn con thề với cha, nhất định không quên được mối thù của cha mẹ. Cho dù phải liều mạng, cũng phải Đổ gia nhà họ nợ máu phải trả bằng máu. Đông Phương Tịnh Kỳ con thề, kiếp này không báo thù được cho cha mẹ thì không làm người. Vậy con nói lại lần nữa, ai là kẻ thù của chúng ta? Giết cả nhà Đông Phương Tịnh Kỳ con chính là Đỗ Viễn Sơn. Cả đời này con cũng không tha cho hắn. Bây giờ Đỗ Viễn Sơn nhà cao cửa rộng, cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Ký Dương Thành, chúng ta vô quyền vô thế. Muốn báo thù thì phải thật là bình tĩnh, nghĩ cách tiếp cận hắn, lợi dụng sơ hở khiến hắn tan cửa nát nhà. Cha đừng lo lắng, họ không dám làm gì Minh Hải đâu. Thằng Minh Hải này cũng thật là, năm đó gây rắc rối lớn như vậy còn chưa rút ra bài học. Nếu không phải lão gia bỏ ra nhiều tiền như vậy thì cả đời này của nó bị giam ở trong tù rồi, khó khăn lắm mới ra được ngoài. Đúng là giữa điểu trác không nổi tường cao. Đại Liên, bà bớt nói vài câu thì cũng chẳng có ai bảo bà câm đâu. Bà không thấy tôi đang phiền não sao? Mẹ bớt nói vài lời đi. Tôi nói gì chứ? Những gì tôi nói chẳng phải điều sự thật sao? Lão gia, đây là ngân phiếu 3.000 đại dương ngài cần. Được, Phú Quý, anh cầm ngân phiếu, rồi dẫn Minh Giang đến chỗ Tiếu sở trưởng một chuyến. Bây giờ Minh Giang làm việc vẫn chưa đủ chín, sau này anh phải chỉ bảo cho nó nhiều hơn nữa. Dân thưa cha. Hai mươi chín, 30, 31, 32, 33. Ai? Ai đó? Em gái Tiểu Nhược Dân của anh đây, còn có thể là ai nữa? Đợi chút. Lão gia. Lão gia, sao tôi nghe nói Minh Hải có chuyện rồi? Nó đã quay về Ký Dương Thành rồi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Nó vẫn đang yên ổn ở Kiều Sơn. Không sao là tốt, không sao là tốt. Tôi nói mà, Minh Hải rõ ràng vẫn đang ở trong tù, sao có thể lại bị bắt nữa chứ? Còn nhà đầu tung tin này đúng là đáng đánh mà. Thả trong tù còn hơn, mọi người đỡ phải lo lắng. Mà bớt lời chút thì chết người sao? Xem ra những gì họ nói là thật. Minh Hải lại bị bắt lại rồi. Lão gia thương tôi với. Nhất định phải cứu Minh Hải về cho tôi.
Tôi chỉ có mỗi đứa con trai là nó thôi. Tôi biết rồi. Lại chia tiền hả? Em nói nhỏ tiếng một chút làm anh giật cả mình. Hồi bé sống nghèo khổ quen rồi, không đếm tiền, ở trong lòng không có yên. Anh đếm đến bao nhiêu rồi? Anh à, anh hai, em đừng nói chuyện kiểu đó, nghe mà sởn hết da gà. Anh à, anh là người thương em nhất trên trần đời này, cũng là người anh tốt nhất của em. Có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Thì là chuyện đó, anh thả Minh Hải ra được không? Đứng yên đó, anh nói chuyện với em. Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, câu này anh hiểu, nhưng em cũng đừng không có mắt nhìn vậy chứ, phải không? Tên Đỗ Minh Hải đó từ nhỏ đã không phải tốt đẹp gì, ngoài những việc con người làm thì việc đó nó cũng làm rồi. Nếu không phải nhà nó có tiền thì nó chính là một thằng thổ phỉ, em biết không? Cái gì mà anh ấy không phải là thứ tốt đẹp gì mà thổ phỉ? Em chính là thích kiểu thổ phỉ đó. Cha mẹ chúng ta mất sớm, hai anh em mình không có một xu dính túi, đều là anh ấy trộm đồ ăn ở trong nhà đưa cho em. Anh ấy trước giờ không để cho đứa nào bắt nạt em. Em có thể cảm kích nó. Em cảm kích nó nhưng không nhất định phải gả cho nó. Nếu em muốn lấy chồng, anh thấy Đỗ Minh Giang, anh trai của nó còn hơn nó nhiều. Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Anh có thể thả anh ấy ra không? Có thả không? Em nói cho anh biết, nếu anh không thả, em tìm người cướp ngục đó. Anh trả trước. Thật không? Anh thật tốt. Được rồi, anh sẽ nhanh chóng thả người. Nhưng em muốn gả cho nó thì không được. Được rồi, cứ thả người rồi tính. Anh đếm bao nhiêu rồi, cảm ơn anh. Có con bé này. Tiểu thư, sở trưởng đã phân phó, cô không được vào trong. Vậy các anh muốn làm khó tôi rồi. Còn không tránh ra, tôi sẽ khiến hai anh biến ngay đó. Tránh ra. Thượng Thiêm. Báo cáo. Đại quản gia Đỗ gia Đỗ Phú Quý và đại thiếu gia Đỗ gia Đỗ Minh Giang xin gặp. Hôm nay đúng là ngày tốt lành. Cho vào đi. Dân. Anh còn không muốn vào. Mở cửa ra. Dân. Nhìn gì vậy? Không quen sao? Sao có thể không quen chứ? Ôi trời ơi, Tiếu Nhược Vân, mấy năm không gặp mà cô khác quá, lại còn trắng lên nữa. Anh làm cái gì vậy? Đau. Sao cô đến đây? Phiền quá. Được rồi, tôi mang cho anh vịt quay với lại rượu kìa. Biết là cô thương tôi mà. Thèm quá đi mất. Đúng thật là. Chậm thôi. Tuyệt. Bỏ xuống. Bỏ mấy chân xuống. Lãng phí. Làm gì vậy? Lãng phí. Anh nói xem, sao vừa mới ra lại bị bắt vào vậy? Anh thích ngồi tù sao? Đây chẳng phải là nhờ anh trai cô lại bắt tôi vào trong này sao? Vậy anh không phạm tội thì làm sao anh ấy bắt vào? Cô hai à, anh trai cô như thế nào thì cô là người rõ ràng nhất. Mà cô đừng có lảm nhảm ở chỗ tôi nữa. Mau về tìm anh cô, bảo anh thả tôi ra đi. Nếu không, ngày nào đó tôi điên lên, tôi thiêu rụi cái nhà tù đó, cô có tin không? Anh nói xem, 3 năm anh ngồi tù đúng là công cốc rồi mà. Không có chút tiến bộ nào cả. Dẫn cái đức tính đó. Rượu ngon lắm. Nè, muốn ra ngoài không? Dớ dẫn, ai muốn ở trong này chứ? Muốn ra ngoài. Muốn ra ngoài thì anh phải nghĩ cho kỹ mối quan hệ với chúng ta. Nghĩ thông rồi thì tôi sẽ nói anh trai thả anh ra. Cứ từ từ mà nghĩ nha. Từ từ thưởng thức đi, vẫn còn nóng. Chạy đến chỗ mình, chạy đến đây nói với dẫn gì không biết. Tiểu sở trưởng, chuyện của nhị thiếu gia làm phiền anh quá. Vương đại quản gia, chúng ta cũng là bạn bè bao năm rồi, thế này có thích hợp không?
Tiểu sở trưởng, đây là tiền chè nước cho các anh em. Nếu anh cứ từ chối thì chính là không coi tôi là bạn nữa. Được, vậy tôi thay mặt anh em nhận. Cảm ơn tiểu sở trưởng nể mặt Vương mổ tôi. Ở đây không có người ngoài, sau này cứ gọi tôi là Lão Kim là được. Lão Kim. Vậy chuyện của nhị thiếu gia, Minh Hải trẻ tuổi không hiểu chuyện, hành sự nông nổi, nhưng cũng không gây hậu quả gì, đúng không? Tôi nhất định sẽ xử lý một cách khách quan, nhanh chóng thả người. Được chứ? Được. Lão đệ quả nhiên nói chuyện nghĩa khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Minh Hải cướp vũ khí, uy hiếp cảnh sát, đó là phạm vào đại kỵ. Người làm sở trưởng như tôi không thể làm mà nhìn như không thấy. Tôi phải làm gương, phải giáo huấn nó một chút. Tôi phải giáo huấn nó một chút. Tiếu sở trưởng nói đúng, phải cảnh cáo cho nó nhớ. 3 ngày đi, 3 ngày sau tôi nhất định sẽ thả người. Được. Tiếu sở trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Lại tiếu sở trưởng, không có ai gọi tôi là Lão Kim à? Được, Lão Kim, vất vả rồi, vất vả. Báo cáo. Sở trưởng, họ đến xin xỏ sao? Dám sao? Chuyện này ai xin cũng vô ích. Tôi không hướng về ai, cũng phải hướng về phía anh em vào sinh ra tử với mình. Hơn nữa, ông nội anh cũng là ông nội tôi, đúng không? Chuyện của ông nội chúng ta, tôi không thể không quản. Cảm ơn sở trưởng. Trí Viễn, cậu ngồi đi. Tôi nói với cậu chuyện này, nào ngồi đi. Cậu nói mẹ cậu mất sớm, cha cậu nuôi nấng cậu cũng không dễ dàng gì. Bây giờ cậu khôn lớn rồi, sao lại bắt cha cậu lại thế? Mau mau thả cha cậu ra đi. Nhưng cha tôi đập phá bệnh viện Huệ Dân, theo điều thứ 21 của luật trị an dân quốc, sẽ bị giam giữ 15 ngày theo quy định pháp luật, đồng thời bồi thường toàn bộ tổn thất. Ngồi. Ngồi đi. Ngồi xuống. Tiểu tử này, cậu xem. Cậu xem đi, cha cậu chẳng phải nhất thời xúc động mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Hơn nữa cũng vì hiếu kính với ông nội, đúng không? Giờ nãy cậu cũng thấy rồi, nhà họ Đỗ kia đến để gây áp lực cho tôi, nói phải trừng trị nghiêm khắc cha cậu. Nhưng tôi đã xử lý thay cậu rồi. Cha cậu cũng là chú của tôi, cậu là anh em của tôi. Đi đi, mau lên thả cha cậu đi. Nhưng cái gì mà nhưng? Người đâu? Có. Mau thả Mã lão gia ra. Rõ. Hôm nay tôi tìm cậu có một chuyện rất là quan trọng. Ngồi xuống đi, ngồi xuống tôi nói cho nghe. Ngồi xuống tôi nói cho cậu nghe. Ngồi xuống. Tôi nhận được mật lệnh của cấp trên. Sáng ngày mai, quán trà chữ Tam Giang. Nhưng nhiệm vụ của cảnh sát là để phòng trộm, chống cướp, duy trì trị an xã hội. Chuyện này, cậu là cảnh sát, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của cậu, hiểu chưa? Rõ. Đi đi. Được rồi, đừng buồn nữa. Mẹ hai, đừng có khóc nữa. Nhị đệ đã không sao rồi mà. Chắc khoảng 2 ngày nữa là về. Về được là tốt. Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. Nhưng vì chuyện này mà Đỗ phủ chúng ta trên trên dưới dưới tốn 1 vạn đại dương. Bà không quản nhà, đương nhiên không biết cơm gạo mắm muối đắt đỏ. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn tranh đấu? Hay là bà về trước đi, tối hôm nay tôi sẽ nghỉ ở đây. Được, lão gia, vậy tôi về trước đây. Con có bản lĩnh đó ha, dám bắt cha ruột nhọc lòng sinh con nuôi con về đồn. Sao con không để cha ngồi tù luôn đi? Cuối cùng thì sở trưởng con thả cha ra rồi.
Cậu ta là con trai cha hay là con là con trai cha đây? Cha, anh ta thả cha ra, con cũng cảm kích lắm. Nhưng con người anh ta là tên tham nhũng ăn hối lộ, luôn xử án hồ đồ. Con không quen. Con không quen. Con có không quen thì người ta cũng là sở trưởng. Đợi sau này con làm sở trưởng rồi, con chắc chắn sẽ không làm điều đó. Con làm sở trưởng, con làm đội trưởng đã trói cha mình lại rồi. Con mà làm sở trưởng thì con bắn chết cha hả? Con à, con gạt cái suy nghĩ đó đi. Dựa vào cái đầu gỗ của con thì con không làm quan nổi đâu. Con mau chóng nghỉ việc ở đó đi, về nhà yên ổn làm ăn cùng cha, đó mới là chính đạo. Cha, lời này con nói đến một vạn lần rồi. Con muốn làm cảnh sát. Cha cũng không nói nổi con rồi. Chính con bò cũng không kéo nổi cái đồ ương ngạnh. Cha, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Chuyện nghiêm túc gì? Con thì có chuyện gì nghiêm túc? Chính là nữ lang trung hôm đó. Cha còn nhớ chứ? Lật lòng, giúp đổ da, dẫu đổ bềm leo, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sao cha lại nói người ta như vậy? Cha nói sao chứ? Cha không cảm thấy nữ lang trung này y thuật của cô ấy rất cao siêu. Hơn nữa hôm đó cô ấy còn giúp con tước súng của Đỗ Minh Hải. Con đang nghĩ đưa cô ấy đến phòng thuốc nhà ta, làm bác sĩ gia đình của phòng thuốc. Còn có chuyện này nữa, hôm đó nữ lang trung dạo đó vẫn ở Ký Dương huyện. Hôm đó nếu không vì nữ lang trung trượng nghĩa giải vây cho Đỗ gia, còn tước súng của Minh Hải, thì e rằng bây giờ con cũng đang ngồi tù ở trong trại giam rồi. Hơn nữa Minh Hải cũng không dễ gì được thả ra như vậy. Con phát hiện y thuật của nữ lang trung đó rất giỏi, làm người cũng tốt. Con muốn mời cô ấy làm việc ở bệnh viện Huệ Dân chúng ta. Nói đúng đó, lần trước cô ta làm chứng cho con. Cho dù nói thế nào, cô ta cũng đã giúp Minh Hải. Cha thấy thế này đi, hai hôm nữa cha bảo Phú Quý mang 20 đại dương đến cảm ơn cô ta. Mặt khác, mời cô ta đến bệnh viện Huệ Dân làm bác sĩ thời vụ. Cần điều kiện gì thì cứ để cô ta nói. Con thấy thế nào? Con thấy thế nào? Dân, vậy con nghe theo cha. Không phải con đã thích con nha đầu quê mùa đó rồi chứ? Đúng vậy, con chính là thích cô ấy rồi. Con dám? Trừ phi ta chết đi. Trừ phi con chết đi. Ta, nào nào nào. Chỗ này, đánh vào chỗ này nè. Đánh đi. Ôi mẹ ơi. Cha, hay là con đi mua ít lê về nấu canh cho cha uống nha, để trị ho. Không cần đâu, không cần. Cái thân thể già nua yếu ớt này của cha có ăn cũng vô dụng. Con biết bên đó có hàng hoa quả tươi, con qua đó rồi quay về ngay. Đã nói là không cần, tiết kiệm một chút đi. Sau này con tự hành y sẽ cần đến tiền. Con không cần tự hành y. Con cần cha mãi bên cạnh con, không cho đi đâu hết. Được được. Đi. Đi. Ta mà không cướp bến tàu về được thì ta không mang họ Mã nữa. Lão gia, tôi thấy chúng ta phải nghĩ cách dạy cho nữ lang trung kia một bài học. Đừng làm càn. Con nha đầu đó, đi dọa nó chút là được rồi. Đuổi cô ta ra khỏi Ký Dương Thành. Cha phải khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi. Được. Hàm, Hanh, Lợi, Trinh, Thủ Nữ, Các là ý gì? Ông trời nói mình lấy thêm vợ sao? Cha, cha ổn chứ? Ở ngay đằng trước rồi, hay là cha nghỉ một chút đi? Không sao chứ? Không sao, không sao.
Có người đi theo chúng ta. Đi. Đi. Đi phía này. Đi. Đi. Chạy à, nha đầu thối. Biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không? Hôm nay tôi phải cho cô một bài học. Cha. Cha. Cha cẩn thận. Đừng có đánh nhau với hắn. Cha. Cha. Có ai không? Cứu với. Nha đầu thối. Hôm nay tôi giáo huấn với cô một trận. Cha. Anh đừng qua đây. Anh mà qua thì tôi không khách sáo đâu. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Nhà đầu thối. Đi. À! Nè. Nhường đường, tránh ra. Đừng sợ. Đừng sợ. Sao lại thế này? Đừng sợ tiểu thất. Cha, đừng sợ. Con không giết người. Đừng sợ. Tiểu thất, rốt cuộc là có chuyện gì? Mã Tam Bàn có phải do các người giết không? Là tôi giết. Là do tôi giết. Không, cha. Chuyện này không liên quan đến cha. Ông ấy không giết người. Là hắn muốn ức hiếp người khác. Sau đó không hiểu sao liền tự mình đụng trúng dao rồi. Không liên quan đến cha tôi. Đụng trúng dao của cô. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Mau dẫn về đồn. Xem các người còn cứng miệng nữa không. Nợ thì phải trả. Giết người phải đền mạng. Người là do tôi giết. Không liên quan đến con gái tôi. Bắt tôi về đồn. Người này không do ông giết. Người này là người nhà các anh. Anh về hỏi cha anh. Xem rốt cuộc là chuyện gì. Được. Đầu sắt, đưa ông này về đồn. Tôi đi lát rồi về. Cô nói người không phải do cha cô giết. Là người chết chặn đường cướp bóc rồi đụng trúng dao. Cô cảm thấy ai tin không? Ai làm chứng? Tôi có thể chứng minh. Hơn nữa chuyện này rõ ràng phía sau có người sai khiến. Anh nên điều tra rõ xem người đó là ai. Anh bắt sai người thật rồi. Con gái làm chứng cho cha có ai tin không? Những gì tôi nói là thật, không nói dối. Nếu muốn người khác tin lời của cô, tôi có cách. Mau nói đi. Ở Ký Dương huyện, tôi là sở trưởng. Nếu tôi nói đen thì không ai dám nói trắng. Có điều kiện gì không? Tiền thì tôi có, tôi không cần. Tôi, lời thật diệt thật. Tôi từng có ba vợ. Mấy năm nay chẳng ai sinh cho tôi thằng con trai. Nếu cô đồng ý gả cho tôi rồi sinh cho tôi một đứa con trai thì chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Anh nằm mơ đi. Không đồng ý. Vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi còn tưởng cô là đứa con gái có hiếu. Tôi cho cô một tiếng để cân nhắc. Xem muốn cha cô chết hay là sinh con trai cho tôi. Tùy cô quyết định. Báo cáo. Sở trưởng, không ổn rồi. Lúc nãy khi đang thẩm vấn, Ngô Tiểu Thiên mới bị bắt kia đột nhiên nôn ra máu. Chắc là sắp không xong rồi. Chúng ta cần đưa tới bệnh viện không? Cha tôi có bệnh cũ. Mau đưa tôi đến gặp ông ấy. Tội phạm giết người. Cô nói gặp là gặp sao? Không cho tôi gặp. Vậy anh mau chóng đưa ông ấy đến bệnh viện đi. Có đưa đến bệnh viện hay không tôi không quyết định. Vẫn là cô quyết định. Có đưa đi không? Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tôi trước giờ chưa từng làm chuyện lợi dụng người khác. Được. Tôi đồng ý với anh. Nhưng anh phải đưa cha tôi đến bệnh viện. Và phải thả ông ấy ra. Sở trưởng,
Tôi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi. Chuyện này không thể trách họ. Thật ra muốn trách thì chỉ có thể trách cha tôi. Cha tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, chỉ là muốn đuổi cô ấy ra khỏi Ký Dương Thành. Ai ngờ Mã Tam Bằng tự mình hành sự, kết quả mau đưa ông cụ nhà tôi đến bệnh viện. Phóng thích vô tội. Nhanh lên, mau đưa ông nhà tôi đến bệnh viện. Mau đi đi. Nhanh lên. Nhanh. Cha. Cha. Gắn lên. Sắp đưa cha đến bệnh viện rồi. Bác à. Con tên là Tiếu Kim Thủy. Lát nữa đưa bác đến bệnh viện chữa trị cho khỏe. Cô nương Tiểu Thất con gái bác đã đồng ý gả cho con rồi. Bác yên tâm, con sẽ không để cô ấy tủi thân đâu. Cả bác nữa, sau khi khỏi bệnh rồi thì đến phủ của con hưởng phúc vài năm, làm lão thái gia vài năm, có được không? Nha đầu. Cha. Đừng tốn sức nữa. Cha không qua nổi quỷ môn quan này đâu. Con nhất định không được lấy cái thằng khốn nạn này. Cha dẫn con đến Ký Dương Thành là để báo thù. Nhất định phải báo thù. Nhất định phải báo thù. Cha. Cha. Cha ơi. Cha. Cha. Trả cha lại cho tôi. Bỏ súng. Bỏ súng xuống. Tiểu Thất, cô đừng làm bậy. Cô đừng làm bậy. Đánh chết tôi thì cô có thể rời khỏi chỗ này sao? Tiểu Thất, cô đừng làm bậy. Cha tôi chết rồi. Tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nói cho anh biết, Tiếu Kim Thủy, cô đánh chết tôi, tôi cũng không lấy anh đâu. Giữ lại cho cô một mạng trước. Tôi còn đợi cô gả cho tôi nữa. Tiểu Thất. Tiểu Thất à, bỏ súng xuống trước đã. Bỏ súng xuống đi. Cha. Cha. Nếu không có cha, Đông Phương Tịnh Kỳ tôi có thể sớm đã chết dưới đao người khác rồi. Cha đổi tên cho Tịnh Kỳ thành Ngô Tiểu Thất. Ân tái sinh dưỡng dục của cha, Tiểu Thất cả đời này không quên. Cha, Tiểu Thất chỉ xin kiếp sau có thể báo đại ân đại đức của cha. Cha, vĩnh biệt cha. Cha ơi. Tiểu Thất, chuyện này là Mã gia nhà tôi mà ra. Cô yên tâm, hậu sự của cha cô tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Cha ơi. Tiểu Thất, Mã gia chúng tôi xin lỗi cô. Sau này cô có cần gì đến Mã Trí Viễn tôi thì cứ nói. Tiểu Thất, người chết rồi không sống lại được. Cô đấu không lại Tiếu Kim Thủy đâu.
Nghe nói em họ của anh ta là Tâm Phúc bên cạnh Tôn Sư. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi nấu cho cô bát mì nha. Không cần đâu, chú bẻ mép. Cháu không đói, không muốn ăn. Chú bẻ mép này, cháu có thể hỏi chú vài chuyện được không? Cô nói đi. Bây giờ cha cháu cũng mất rồi. Một mình cháu bày hàng cũng không ý nghĩa gì. Cháu muốn hỏi xem, nếu cháu muốn vào bệnh viện Huệ Dân làm việc, làm việc cho Đỗ gia, chú nói xem có khó không? Không khó, không khó. Nhiệm vụ vừa nãy phân phó, mọi người đều nhớ hết rồi chứ? Nhớ rồi. Xuất phát. Rõ. Cô yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ lưu ý giúp con. Tiểu Thất, đại quản gia, nữ lang trung dạo đang ngồi đó kìa. Đưa cái này cho cô ta. Đi nói với cô ta, bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Ông không đích thân đi sao? Cô ta xứng không? Đúng. Nếu không phải lão gia đích thân phân phó, thì có đáng để tôi đi chuyến này không? Nha đầu này, tôi vừa nhìn một cái liền cảm thấy cô ta mưu mô khó lường. Chỉ có điều chuyện này lão gia và đại thiếu gia đã quyết định rồi, tôi cũng không tiện ngăn cản. Thế này đi, cậu gọi cô ta tới đây. Tôi ngồi ở quán trà chữ Tam Giang kia đợi hai người. Dạ được. Nữ lang trung, dọn hàng sớm vậy? Nào, bắt mạch cho đại gia. Lại là anh sao? Hôm nay không phá hàng nữa à? Biết y thuật của tôi cao minh rồi đúng không? Không sai. Hôm nay Hà gia bảo Hà đại gia nhà cô cố ý đưa phi vụ làm ăn đến cho cô đây. Nào, không thành vấn đề. Tôi quân tử không chấp với tiểu nhân, ai đến đều là khách. Há miệng ra. Tôi sao vậy? Không những anh có bệnh, hơn nữa còn không được chữa. Cô nói dớ dẫn. Tôi ăn no ngủ kỹ, ngáy ầm ầm. Tôi còn có thể mắc bệnh nan y sao? Đầu óc của anh có vấn đề. Ngô Tiểu Thất, ở Ký Dương huyện, một cái hắt hơi của tôi cũng tạo ra một cơn lốc xoáy. Cô dám trêu ông đây à? Nói nhảm ít thôi. Đại quản gia của chúng tôi mời cô đến quán trà chữ Tam gia đối diện kia hỏi chút chuyện. Đợi tôi, chẳng lẽ có chuyện à? Có chuyện gì thì bảo ông ta tự đến đây tìm tôi. Nhưng đó là Vương đại quản gia Vương Phú Quý, nổi tiếng cả Ký Dương huyện đó. Tôi mặc kệ ông ta là Vương Phú Quý hay là Vương Bần Hàn, có chuyện gì thì bảo ông ta đến tìm tôi. Cô đúng là không biết thân phận. Được, cô đợi đó. Tôi bảo đại quản gia nhà tôi đến gặp cô. Đi nha, không tiện. Đại quản gia, ông nói có tức hay không? Nha đầu kia, nói ông có việc gì thì qua nói với cô ta. Ông nghe xem. Ông nghe xem, chẳng phải là cốc ngáp sao? Khẩu khí lớn thật đó. Bảo tôi qua đó hả? Đúng, cô ta bảo ông qua đó. Được. Đúng lúc, tôi không tìm được lý do khiến cô ta biến đi. Đi thôi. Chúng ta đi gặp Ngô Tiểu Thất, không biết trời cao đất dày kia. Sở trưởng, điều sắp xếp xong hết rồi. Tôi phát hiện ra Ngô Tiểu Thất rồi. Tiếp tục quan sát, không được đánh rắn động cỏ. Xem cô chạy đi đâu. Từ già tới trẻ. Tất cả mọi người chuẩn bị.
Đúng là chỗ nào loạn là chỗ ấy có ông. Thật không? Vậy tốt quá rồi. Được lắm, được lắm. Mã lão gia, đi chơi chim sao? Lão già này đúng là thật không biết xấu hổ. Quá ra anh ta không lừa mình. Cha, con cố gắng hết sức nói giúp Đỗ gia. Bây giờ cuối cùng người của Đỗ gia cũng tới tìm con rồi. Cha trên cao có linh, phù hộ cho con, phù hộ cho con thuận lợi bước vào Đỗ gia để báo thù cho nhà mình.